Lúc bố con mất là chỉ để cho con một ngôi nhà với lại một khoản nợ rất là lớn, nhưng mà khoản nợ đấy đã được với ông bà của chú anh chị đã hộ con nộp, đã gửi tiền hộ con nộp. Bây giờ con đưa các ông bà đi xem một vòng trong xung quanh nhà. Bây giờ cây này cũng khá là mọt rồi, chắc là bây giờ mùa nắng thì không sợ, nếu mà lúc nào đến gió thổi, đến mùa mưa gió thổi to con cũng không dám ở nhà đây, với lại ông bà cũng không dám ngủ trong ngủ ở nhà chú bên kia, thì nếu mà trời mưa có sét cũng không dám ngủ, bởi vì nhà kia nhà xốp họ trong xã cho thì ở trong toàn là sắt thì cũng không dám ngủ mấy. Bây giờ cây của nhà con thì mọt là 2 cây, 3 4 cây, mọt ở dưới nó, ở bên kia là 1 cây. Bây giờ thì căn nhà của nhà con thì cũng khá là nghiêng ra bên kia rất là nhiều, nếu bây giờ chỉ cần đợi có gió một phát là gió to một phát là cái nhà này không dám ở, chắc là phải đổ luôn. Cháu Quân chào các ông, các bà, cô chú, anh chị. Một ngày mới, con chúc tất cả các ông, bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay con tiếp tục. Hôm nay là một mình con ở nhà, con sẽ đi vun. Con đi vun ở góc mận. Mận này là cũng được bà Chiêm ở bên Bắc Hà mua lấy từ bên Bắc Hà đưa lấy ra cho con trồng. Mận này là bây giờ chỉ cần đợi 2 năm nữa là được ăn quả. Ủa anh lúc đấy anh lưu đi đâu ấy? Lúc đấy anh lực cho anh xuống nhà em à? Cây mận với cây lê nhà con từ lúc vừa lấy ra trồng đến bây giờ chưa chết được cây nào vẫn còn tươi tốt. Bây giờ phải đợi mưa mới dám lấy phân lân để vào gốc. Nắng không dám để sợ nó chết.
Từ lúc trồng cây mận đến bây giờ là con cũng đã vun được 15 đến 10 lần rồi. Ở ngoài cái mận này thì con cũng được lấy mới phát bà bé mua cho con hôm trước vừa lấy về con phát rất là nhanh. Hôm trước con phát ở gốc này có cũng khô, chắc là con vun hết gốc mận với lê xong con lấy bật lửa lên đốt. Bây giờ là cái mận với lại cái lê của nhà con thì cũng đã lên tầm này thì lâu lâu mới được tưới nước một lần rồi.
Bây giờ còn 1, 2, 3, 4, 5, còn 6 cây nữa là hết rồi. Con vun hết xong con đi lấy bật lửa về đốt. Cái hôm trước con lấy mấy phát phát cỏ ở trong cái vườn lê. Đất này là còn chưa trời mưa thì nó hơi cứng một tí. Chắc là tối nay cũng mưa rồi, bây giờ bên kia cũng đen đen hết rồi. Trời hôm nay cũng không khá nóng mấy nhưng mà vun ngô mới vun được một ít mà cả người toát hết mồ hôi rồi. Từ lúc con vừa sinh ra uống sữa ông Thọ nhiều quá, bây giờ toát mồ hôi rất là nhanh. Bây giờ con nghĩ được con về nhà con lấy bật lửa xong à con gom mà cỏ hôm trước là con phát đây con lấy đốt. Đường này thì hôm trước con đào cho mấy cây xuống thì bây giờ nó rất là trơn. Ăn được. Ui. Thì khó ra. Trong cuộc thu chào các ông các bà, em có chụp tập bà hở. Ông khánh tay. Con chào các ông các bà. Chào các bà. Để. Thôi, ăn cơm đi nhá. Ở nhà đây anh trên kia đốt. Còn một tí. Hiếu à, sáng nay đi học một buổi, hôm nay thứ sáu chỉ học một buổi thôi. Chắc là lúc đấy là mình lên trên kia, em Hiếu vừa ngủ, chắc là cũng vừa dậy. Ông bà thì chắc là đi lấy cỏ.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Bây giờ là con cũng lấy một ít phân, con lấy lên để vào góc cây mận. Con để xong hết thì con mới đốt được cỏ. Đợi em lấy cuốc ạ. Phân của nhà con thì cũng không khô, mấy hôm trước con hót về để đây thì xong bây giờ nó thành cục nó thành đất hết rồi. Còn mỗi ở trên là phân. Chắc là bà, chắc là ông với bà vừa về sau ấy. Vâng, cho ấy lấy dâu lợn về. Ông mấy hôm nay ông ở nhà là cũng bị bệnh, sáng cũng không giúp được gì, chỉ có buổi chiều mới giúp được. Lấy đi, tí không đủ về lấy tiếp. Đi từ bên này sang đó. Cái này chắc là hôm trước là con gà về sau ấy, bây giờ gáy nhưng nó lại mọc rồi. Cái chỗ này thì hôm trước là vừa phát đến đây là cái máy cũng vừa hết xăng. Ui.
Đây cũng là công việc hàng ngày mà con thường làm ở trong nhà. Nếu mà không có gì làm, con ra đây vun gốc cây ly, xong rồi mới lấy phân bò về để bây giờ là đợi một thời gian nữa là bà Chiêm à mua phân lân cho con để bón. Lúc bà Chiêm lấy mượn ra cho con trồng thì bà bảo hỗ trợ phân lân cho con. Đây cũng là lần đầu con làm, đây cũng là lần đầu con tự ghi hình lên trong hàng. Bây giờ là hết cây này là con cũng được đốt cỏ trong, con cũng được đốt cỏ rồi. Ui, đường này rất là trơn vì con vừa mới đào, bây giờ nó có rất là nhiều cục bé với lại dép của con cũng rất là trơn. Dép này con cũng đã mặc rất là lâu rồi, từ lúc được cô bác gửi phân quà đến bây giờ. Phải tìm ra cái gì để kêu nó ra. Mắc cả. Bật lửa không đây. Thank you.
được bà bé mua cho cái máy bây giờ phát rất là sạch. Giờ con sẽ đốt ở gần đây, đợi một tí nữa mà nó cháy hết con sẽ lấy tro nó để vào gốc cây mận. Là còn mỗi đoạn trên này nữa là xong. Đây, ngồi đây nghỉ một tí đã. Hôm trước à, hôm trước là anh được hỏi ông của con, ông của con nói ra là có một căn bệnh
Bây giờ thì con cũng rất là buồn. Bây giờ con chả biết đi đâu đi làm thuê. Bây giờ chỗ con cũng không có chỗ làm thuê mấy. Bây giờ chả biết là con đi đâu lấy tiền về để chữa trị cho ông. Bây giờ cũng cháy hết rồi. Chắc là phải tầm ngày mai mới lấy được cho nó. Bây giờ còn nóng quá, không làm giấy để sợ nó chết. Bây giờ con sẽ đi xem dê một tí đã. Nó cũng cháy hết rồi, bây giờ sẽ không sợ nữa. Đấy là dê của con à, cũng được ông lấy bùa ở dưới này. Dê của con à, từ lúc mua bây giờ cũng khá con khá là lớn rồi. Bây giờ đợi con được kia đợi thay lông xong là nó mới lớn được. Còn bây giờ nó đang thay lông thì chưa lớn được. Số này cũng hết cỏ, bây giờ con lấy nó ra buộc chỗ khác. Con dê nhà con thì con nào cũng đều rất là khỏe mạnh. Chỉ có hôm trước có một con nó đi ngoài ra máu, bây giờ cũng đã khỏi rồi. Bây giờ con sẽ cho nó ăn cỏ đây một tí nữa. Đợi tối nữa con mới lấy được đi về nhà. Con này cũng bị mắc ở đây. Lúc bố con mất là chỉ để cho con một ngôi nhà với lại một khoản nợ rất là lớn, nhưng mà khoản nợ đấy đã được với ông bà của chú anh chị đã hộ con nộp, đã gửi tiền hộ con nộp. Bây giờ con đưa các ông bà đi xem một vòng trong xung quanh nhà đó hiệu. Bây giờ cây này cũng khá là mọt rồi, chắc là bây giờ mùa nắng thì không sợ, nếu mà lúc nào đến gió thổi, mùa mưa gió thổi to con cũng không dám ở nhà đây, với lại ông bà cũng không dám ngủ ở nhà chú bên kia thì nếu mà trời mưa có sét cũng không dám ngủ, bởi vì nhà kia nhà xốp họ trong xá cho thì ở trong toàn
cháu toàn là sắt thì cũng không dám ngủ mấy. Bây giờ cây của nhà con thì một hai cây, ba bốn cây, một ở dưới nó, ở bên kia là một cây. Bây giờ thì căn nhà của nhà con thì cũng khá là nghiêng ra bên kia rất là nhiều. Nếu bây giờ chỉ cần đợi có gió một phát là, gió to một phát là cái nhà này không dám ở, chắc là phải đổ luôn. Cái này hiệu để được bà bé mua cái xe cho con. Cái xe của nhà con còn vẫn chưa bị sao cả. Sáng nay là con có việc lên xá thì đi nó khá là bẩn, con chưa kịp rửa, chắc là một tí nữa con mới rửa được. Bây giờ xem mấy cây. Con về mấy cây từ lúc mua đến bây giờ con vẫn còn chưa bị sao cả, vẫn rất là khỏe, với lại chưa bị hỏng hóc ở chỗ nào cả. Từ lúc mua về vẫn còn khá là tốt và khá là ngon. Hiếu mắn mới cảm ơn ở Hiếu. Khoanh tay chồng đấy. Con cảm ơn các ông các bà. Ông các bà. Trong thời gian qua. Đã luôn giúp đỡ con. Và ông bà. Và ông bà. Yeah. Con cũng cảm ơn tất cả các ông bà, các chú anh chị trong thời gian qua đã luôn giúp đỡ con và luôn yêu thương con và ông bà. Cảm ơn bà bé đã gửi tiền mua máy cày và mua cái xe cho con. Bây giờ con cũng có cái xe khá là tiện, con đi đâu cũng không phải mượn xe của ai. Bây giờ cái thước phim này cũng khá là dài rồi, chắc là con cũng xin tạm dừng ghi hình ở đây thôi. Bây giờ con cũng xin nói lời chào tạm biệt quý ông bà, các chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bạn.